Xoài sấy dẻo trên Top Top Shop rẻ các trưởng ra thì nó có cái gì nhỉ? Một túi này chỉ có 8k. Bắt đầu thấy mùi bịp rồi nha. Đây là tất cả những gì mà cái túi xoài đấy có. Mình nhìn còn tưởng là cái hạt xoài lép cơ. Được rồi, ăn thôi. Ngửi là đã thấy kiểu là mùi mất rồi. Đúng là vị xoài. Đồng nghĩa việc là chắc chắn nó làm từ xoài rồi. Cũng có sơ xiếc các thứ thì chắc chắn là xoài thật. Phải giống đến 99,99% xoài mua trong Vinmart. Cái xoài này thì không quá ngọt, nó ngọt khá là vừa, ngọt nhẹ. Mặc dù vậy thì có vẻ là nó hơi nhiều sơ. Cảm giác khi nuốt vào họng cứ có cảm giác là có cái lông, nhưng mà rất là nhẹ thôi. Cái nhược điểm nhỏ đấy nó hoàn toàn không là gì với một miếng xoài khá là ngon. Mình cũng chưa hiểu quy trình làm ra một miếng xoài như thế này. Không biết là cả một cái miếng má xoài nó ép thành như thế này hay đây chỉ là một lát xoài thôi. Nhưng đúng là với giá có 8 cành thì quả thật rất đáng thử. Nhớ khi ăn thì phải xé ngang á, xé dọc nó hơi dai. Xoài sấy dẻo, mình để góc màn hình nhá.